Đến vi tính ba mắt Dĩ An mình mua cái laptop để làm phương tiện dạy học cho nó tốt. Mình mua một cái loại Eco 7 luôn. Đây là tiệm này nó có nhiều loại lắm. Đây là bộ xử lý i5, bộ nhớ RAM là 8GB, màn hình 14, giá là 12.990.000. Ở đây là Avita, bộ xử lý là i7 nè, i7 8B, bộ nhớ là 8GB, lưu trữ là 1TB và 1000GB luôn, màn hình 14 inch, kết nối USB 3.0, rồi kết nối không dây Wi-Fi Bluetooth, màn hình thường, bàn phím thường, không bàn phím số. Này là giá là 22.150.000. Cái này bộ nhớ nhiều nè, cho nên mình chọn mua cái này nha các bạn. Rồi, thì cô nhân viên sẽ đóng gói cho mình cái này. Đây, cái máy của mình được đóng gói rồi đây. Xong rồi tính tiền. Rồi mua cả cái giảm nhiệt luôn. Đây là chuyên bán về laptop thành phố Dĩ An, chuyên bán về laptop hiệu Avita, hiệu mới. Chút xíu về mình sẽ đập hộp máy tính nha, máy tính xịn nha, máy tính mới luôn nha. Rồi tính tiền xong chưa? Chuyển khoản 22.300.000, vừa tiền mặt vừa chuyển khoản luôn em. Chuẩn bị tiền trả tiền mặt đó là bao nhiêu? Đây 8.000.000, đây 8.16.000, thì 300 nè. Mà đếm nhanh như sau không đi làm kinh doanh đi, làm ba món gì? Hai chục triệu. 8, 8, 16, 16, 4, 20 rồi. Có 20 triệu. Rồi đây là 10, đây 10, đây 2, đây 300 là 22.300.000. Rồi về nhà mình sẽ đập hộp. Ví dụ như chuột nè, cái con laptop này là 22.150.000. Đây, chị, em có ghi luôn rồi nè. Rồi. Em có ghi luôn rồi. Cái chống cái quạt. Cái quạt là nhiệt 150.000. Tổng hay là 22.300.000. Rồi. Cái phiếu nó hơi khác nhau một tí là cái lót chuột nè, mấy cái mặt nạ hàng quà tặng. Là em không có xuất được không đồng hai chỗ này được. Cho nên buộc em phải giảm một cái số tiền lớn nhất là cái chỗ này của laptop ạ. Miền sao tổng số tiền ở dưới của chị em thu là 22.300.000, đúng với trên này của chị. Giá tiền là mình em với chị. Cảm ơn em. Laptop thì em bảo hành cho 2 năm, pin bảo hành 6 tháng nha. 3 lần đầu là sạc từ 8 đến 10 tiếng dùm em, 3 lần đầu tức là còn lại chị xài, sạc đầy thì xài còn lại 15-20% ấy, thì chị ngừng xài, cắm sạc vô, khi nào đầy rồi rút ra rồi thì xài. Nhưng mà 3 lần đầu là từ 8 đến 10 tiếng dùm em. Bởi vì dòng máy này là máy mới, em chưa sạc đầy pin trong đó. Nha. Rồi mấy lần sau, 3 lần đầu thôi, còn mấy lần sau là sạc đầy là chị rút ra là chị có thể làm việc được rồi. Cái này với đây bàn giao cầm cho chị luôn. Bàn giao cho chị đó cùng em. Nhưng mà sao trong cổ là 3 ngàn nữa không? Bàn giao mới tính. Đầu xe á.
máy tính của chị đâu? Đây. Rồi xong, laptop. Thôi chị về nha, bye bye em. Cảm ơn chị nhiều nha. Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ đập hộp cái laptop mới mình mới mua đây cho các bạn xem nha. Coi trong laptop này nó có những gì. Laptop này là hiệu Avita. Đây, Avita. Đấy. Giờ mình mở ra nha. Laptop này 14 inch, khoảng 1,2 kg các bạn. Trong đây có hướng dẫn sử dụng. Rồi, đây là laptop. Đây là, mình xem coi đây là gì. Đây là cái cục sạc. Cục sạc của laptop. Tăng tăng tăng. Đấy. Dây nguồn, cục sạc. Đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng nha. Đây, cái bộ này là sách hướng dẫn sử dụng. À, được tặng cái túi ba lô các bạn ơi. Cái ba lô này, ba lô xịn sò đó. Màu lông chuột đó. Để qua một bên. Rồi bây giờ mình sẽ khui hàng laptop. Laptop được được đựng trong một cái đế xốp êm chống sốc. Hai bên được gối đầu, hai bên là cái đế xốp chống sốc. Rồi được bỏ trong một bìa cắt tông. Bây giờ mình khui hộp bìa này ra nha. Wow, wow, ôi trời, nhiều lớp thế. Wow, hồi hộp. Bìa cắt tông ra, hồi hộp mà đổ mồ hôi luôn. Lại trong một tấm vải nhung nữa. Để cái bìa này ra một bên, mở tấm vải nhung ra, rút cái laptop ra. Ui, màu tím mộng mơ, màu tím mộng mơ nha. Hay quá, mở máy lên. Ồ, quay cho các bạn xem này. Ồ, quay cho các bạn xem nha. Ở giữa màn hình laptop lại thêm một tấm vải nhung đen chống trầy xước. Để qua một bên. Rồi, bây giờ mình khởi động nguồn nha. Để xem cái nút khởi động nguồn hình như nằm đây á. À đây. Lúa quá. Mình laptop mới mình lúa quá các bạn ơi. Xem coi nó lên chưa ta. Rồi nó lên chữ rồi các bạn. Laptop này bộ nhớ của nó là 8GB, i-Core 7 nha các bạn, thuộc hàng i-Core 7. Windows 10. Ba. Rồi, máy tính mình đã khởi động lên rồi các bạn. Các bạn thấy nó rất là mượt chưa? Đấy. Màu tím rất là đẹp. Màu tím là màu mình cũng yêu thích.
Giờ mình cho các bạn xem cấu hình của máy tính nè. Mình không có rõ lắm về cấu hình, các bạn xem cấu hình nó ghi ngoài bìa thùng máy tính nè, laptop. Đấy. Y-Core 7. Đấy, ok. Đấy, xong. Rồi, những cái món hàng tặng theo khi mua máy tính gồm có chuột không dây. Đây, chuột không dây. Mở chuột ra cho các bạn xem luôn nè. Đấy, đây, chuột không dây đây. Đây là chuột không dây. Kèm theo nữa là đây là miếng lót chuột, tặng miếng lót chuột. Tiếp theo hàng tặng nữa là máy massage mặt, máy massage rửa mặt. Đây máy massage em mại. Mở cái máy này ra xem. Đây máy massage mặt đây. Màu hồng. Dễ thương quá. Rồi, tiếp theo thì hết hàng tặng rồi ha. Ấy còn đây. Còn cái cục hồi nãy là mình giới thiệu cho bạn rồi đúng không? Cái cục nguồn là mình giới thiệu cho bạn rồi. Và tiếp theo là máy giảm nhiệt. Đây là mình mua các bạn. Để ở dưới đế laptop này là hết 150.000. Mình mở ra cho bạn xem luôn nha. Cắm vô giống như cắm đầu USB bình thường thôi. Cái này mình cắm vô bình thường thôi các bạn. Đây có đầu USB mình cắm vô. Giống như sạc điện thoại vậy đó. Để bình thường. Để dưới cái laptop. Trong đây nó có cánh quạt nè, quay cho nó mát. Thế là mình được một cái laptop mới, vui quá. Bye bye các bạn.